Hải xin mến chào tất cả quý anh em thợ máy mọi người. Thì ở cái video trước thì mình đã chia sẻ cho mọi người về cái hệ thống mạch cầu trì, mạch sạc ở trên dòng xe này rồi, xe Wheeler rồi. Thì ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về hệ thống mạch đèn led ở trên dòng xe này. Khi một cái xe của mình cái đèn pha nó không sáng thì anh em kiểm tra như thế nào nha mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay vào xe và chia sẻ mọi người cách kiểm tra và cách nào. Đó, quay giúp chú. Thì ở cái video trước thì mình đã chia sẻ cho anh em về hệ thống là cái mạch cầu trì rồi và hai là mạch lạp. Thì mình muốn chia sẻ từng phần một ra để cho cái thời gian xem video của anh em nó ngắn lại, để cho anh em có thể xem video nó đỡ nhàm chán, và thứ hai anh em có thể hiểu hơn cho mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em trong trường hợp mà cái cụm đèn pha này của mình nó không sáng thì anh em kiểm tra như thế nào để loại trừ xem của mình bị hỏng cái pha hay hỏng cái mạch công tắc hay hỏng cái mạch sạc nhá, mạch đèn nhá mọi người nhé. Thì đầu tiên thì để kiểm tra nhanh nhất thì anh em sẽ kiểm tra cái cụm đèn pha của mình trước nhá mọi người nhá. Tại vì cái gì anh em theo anh em ấy, theo mình ấy, thì hoặc là anh em làm nhiều anh em sẽ có kinh nghiệm rồi, cái gì dễ anh em sẽ làm trước. Thì rất nhiều xe đấy thôi, anh em làm thì anh em một là anh em không hiểu được vấn đề, và thứ hai là anh em cứ quan trọng hóa vấn đề, đâm ra anh em sửa xe rất mất thời gian cho mọi người nhá. Thì mình mong muốn tất cả những video mình làm thì mình sẽ chia sẻ từ bây giờ trở đi, mình sẽ chia sẻ cho anh em kiểm tra chi tiết từ những cái cơ bản đến nâng cao để cho anh em tham khảo. Thì cái mục đích cái kênh của mình đấy là chủ yếu để mình chia sẻ cho tất cả những anh em nào đang còn yếu về điện xe bi thì anh em có thể tham khảo, hoặc là anh em là chưa va chạm anh em có thể tham khảo cho mọi người nhá. Và trong quá trình mình chia sẻ video ấy, thì chắc chắn một điều là không bao giờ tránh khỏi là những cái thiếu sót, những cái nó chưa đúng. Thì mình mong muốn tất cả những anh em đi trước hoặc những thầy đang giảng dạy ở trong nhà trường có vô tình xem được những cái video của mình, thì anh em nếu mình thấy mình sai thì mong anh em hoặc các thầy có thể để lại một bình luận ở dưới video này để bổ sung bổ túc cho em. Thì em xin cảm ơn tất cả các thầy nếu mà vô tình có thể xem được cái video này. Rồi ok mọi người, thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách kiểm tra cái cụm đèn pha này trước mọi người nhá. Thì mình đã chia sẻ cho anh em rất là nhiều rồi, cái cụm đèn pha đèn led ở trên dòng xe đời mới, trên dòng xe AB 2020, AB đời 2017, AB đời 2018-19 cũng có chia sẻ anh em rồi, SH cũng chia sẻ cho anh em rồi, xe lead cũng chia sẻ anh em rồi. Thì hôm nay cái cụm pha Wheeler này mình cũng muốn chia sẻ cho anh em để anh em có thể tham khảo. Thì đối với tất cả những một đời xe thì cái hệ thống cụm đèn led này nguồn và mát nó sẽ cấp khác nhau các bạn nhá. Thì có anh em thì cũng xem video của mình rồi cũng thử, nhưng mình chưa bao giờ xui anh em thử không có cái thiết bị bảo vệ cả. Anh em đều phải thử có thiết bị bảo vệ thì tránh cái xe của mình nó mới không bị cháy đèn nha mọi người nhá. Cháu ra lấy cho chú điện thoại. Thì đã có một số anh em thử bị cháy rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ nói thêm một chút nữa để cho anh em hiểu sâu hơn này. Đối với tất cả những cái xe cụm pha đèn led mà nó lấy nguồn trực tiếp từ ắc quy, từ cầu trì ổ khóa, hoặc là mát lấy từ mát sườn thì anh em có thể thử trực tiếp được. Nhưng mà đối với tất cả những cái xe mà nó lấy nguồn từ con IC ra, nguồn từ sạc ta, ok cho mọi người, thì lúc đấy anh em cần phải câu trở để hạn dòng để nó đỡ bị cháy. Thì bây giờ mình sẽ thử cho cụm pha đèn led ở trên dòng xe này để cho anh em tham khảo. Thì đối với đời xe này IC cấp nguồn, sạc cấp nguồn thì anh em cần phải có câu điện trở xứ để anh em bảo vệ nhé mọi nhá. Thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra cái mạch đèn led ở trên cái cụm pha này xem cái bóng của mình có sáng không. Và khi mà cái bóng của mình sáng rồi thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh em kiểm tra cái mạch dây ở trên cái cụm pha đèn led này. Ở cháu cầm cho chú. Anh em chờ mình chút để mình đi lấy thiết bị. Rất nhiều anh em thì xem video của mình thì cái bút do sung này thật tế là anh em không hỏi, nên là anh em cứ làm thôi. Bút do sung này của mình là mình chế rồi nhá mọi nhá, không phải là bút do sung nguyên bản nữa. Nên là khi anh em muốn thử chắc chắn mà để đồ của mình nó không hỏng thì anh em trước khi làm anh em hiểu rồi thì anh em có thể tự làm, không thì anh em phải hỏi nhá mọi người nhá. Rồi ở đây thì mình sẽ kẹp vào mát, một đầu mình sẽ lấy mát mình nhá, quy vào đầu sẽ lấy nguồn, và hai cái này của mình nó đều có điện trở bảo vệ hết cho mọi người nhá. Tại vì mát con này cũng lấy từ sạc ra, và nguồn cũng lấy từ sạc ra, và nguồn cũng lấy từ IC ra. Thì tí mình cho lo cho mạch dây để anh em tham khảo. Và mình nói lại một chút nữa này, đối với dòng xe này cái mạch đèn led thật ra bản thân mình đang hiểu rất là mơ hồ, nhưng mình chia sẻ cho anh em theo cách hiểu của mình nhá, anh em có thể tham khảo. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái cụm đèn pha này trước, sau đó mình sẽ kiểm tra mạch dây. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái mạch đèn cốt trước nha mọi người nhá. Mạch đèn cốt trước, mạch đèn cốt trước thì ở dưới này chân của nó sẽ có 4 chân, thì anh em sẽ cấp nguồn và chân thứ hai đến từ bên trái qua cho mình. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó mọi người này. Và cái nguồn này mình sẽ lấy từ dương của bình ắc quy, và nguồn này đã được câu điện trở xứ bảo vệ này mọi người này. Anh em nhớ nhá, chân thứ hai
hàng dưới chân hai đến từ bên trái qua. Anh em nhớ để sau anh em kiểm tra cho nhanh nha mọi người, để anh em đỡ mất công. Rồi bước tiếp theo. Bước tiếp theo thì mình sẽ cấp nguồn, à xin lỗi mọi người, cấp mát vào chân bên cạnh là chân thứ ba. Bên cạnh chân nguồn luôn nha mọi người nha, bên cạnh chân nguồn luôn. Và lúc này mình sẽ kẹp cái bút đo xung của mình. Và cái bút đo xung này trong này mình cũng có đi sở sứ bảo vệ rồi mọi người này. Đây mình đang kiểm tra bóng đèn cốt. Bây giờ mình sẽ quay ra pha xem cái pha của mình có sáng không, cháu có thể ra quay ra pha. Cái pha của mình lúc này đã sáng này mọi người này, mọi người để ý giúp mình này. Rồi mình đang kiểm tra bóng đèn cốt cho mọi người nhá. Rồi ok nha mọi người nhá, thì đấy là cái bóng đèn cốt. Và tiếp theo mình sẽ kiểm tra sang bóng đèn pha. Để kiểm tra được bóng đèn pha thì lúc này anh em sẽ chuyển dây nguồn. Lúc này anh em sẽ chuyển dây nguồn sang cái chân mát của đóng bóng đèn cốt vừa đấy. Mọi người này, chuyển sang cốt là cốt vừa đấy. Ok cho mọi người. Là chân đếm từ bên trái qua nó sẽ là chân thứ ba nha mọi người nhá. Chân thứ ba. Và tiếp tục anh em sẽ cấp mát cho mình. Chuyển cái chân mát này lên cái chân đầu tiên hàng chân cùng, tại vì chân hàng chân cùng nó chỉ có hai chân thôi thì anh em sẽ chuyển sang chân ngoài cùng. Rồi trên mạch dây của nó sẽ là dây màu trắng nha mọi người nhá. Rồi, lúc này mình sẽ kẹp cái bút đo xung này của mình vào đây. Và anh em để ý bóng đèn cốt cho mình. À bóng đèn pha cho mình. Có sáng đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ nhấc này, sáng này. Sáng này. Sáng này, ok cho mọi người. Thì khi mà mọi người kiểm tra được cái pha của mình nó sáng rồi mà lên xe bóng nó không sáng thì lúc này anh em cần phải kiểm tra mạch dây cho mình xem là do hỏng mạch dây hay là do hỏng IC hay là do hỏng cái cục sạc cho mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kiểm tra. Rồi cháu qua đây. Thì khi mà nó không bóng của mình không sáng mà thử pha ok rồi thì bước tiếp theo thì anh em lúc này anh em cần phải lổ máy lên và anh em đo cho mình. Rồi việc đầu tiên thì chắc chắn đối với dòng xe này nó có công tắc đèn thì anh em phải kiểm tra loại trừ xem đúng không. Anh em đo công tắc trước cho mình xem là lúc này công tắc của mình nó có nguồn không. Thì lúc này mình sẽ đo như sau. Anh em tham khảo nhé. Và nếu mà mọi người cảm thấy hữu ích thì mọi người nhớ nhấn like, đăng ký ủng hộ và chia sẻ giúp mình. Thì lúc này mình sẽ kẹp dây mát này ra mát sườn. Ok cho mọi người, mình sẽ kẹp ra mát sườn. Và cái que đỏ này mình sẽ lần lượt đo như sau. Ở trên cái công tắc này nó sẽ có hai dây. Mọi người này, một dây màu lâu sọc trắng đi từ sạc lên và một cái dây màu trắng sọc xanh cây cũng đi từ sạc lên. Thì mình sẽ đo cái dây màu lâu trắng trước. Và anh em sẽ chọn đồng hồ điện áp là 20 dB. Và anh em đo tại chân này, nó phải có điện áp là 5V nhá mọi người nhá. Phải có điện áp là 5V. AC V. DC V. Nó qua sạc rồi. Rồi mọi người chờ mình chút, mình sẽ cắm lại cái dây mát này. Rồi anh em quan sát lại giúp mình.